Tôi rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC ngày hôm nay 12 tháng 11. Và trong phần đầu bản tin xin mời quý vị đến với những nội dung nổi bật ngay sau đây. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh tính 31 doanh nghiệp nợ thuế sau nhiều lần truy thu không hiệu quả. Khảo sát của VCCI cho thấy vẫn còn 28% số doanh nghiệp phải tốn chi phí ngoài luồng khi làm thủ tục hải quan. Nhưng trước hết sẽ là Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dẫn nguồn World Bank nói Việt Nam có thể tăng 10 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh. quý vị, dẫn nguồn từ một nhận định của Ngân hàng Thế giới, đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho hay, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam trên bảng tổng sắp toàn cầu năm tới sẽ tăng rất mạnh. Thông tin được công bố trước báo giới tại buổi hội thảo chiều ngày 11 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Đình Cung, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Thế giới đã dự báo năm 2016 tới, Việt Nam có thể tăng đến 10 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu nhờ những cải cách không ngừng với các chính sách về thuế, hải quan, lao động, bảo vệ nhà đầu tư, vân vân. Môi trường kinh doanh theo công bố của Ngân hàng Thế giới sang năm dự đoán Việt Nam ta tăng nhiều bậc, năm nay tăng 3 bậc nhưng sang năm có thể tăng hơn 10 bậc. Đặc biệt trên các chỉ số về bảo vệ nhà đầu tư và khởi sự kinh doanh. Đó là những hai chỉ số sẽ có cái tăng vượt bậc và cố gắng đến 2016 cái mức trung bình điểm số môi trường kinh doanh Việt Nam ngang ASEAN 4, mức trung bình ASEAN 4 cũng theo nhận định của đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, kinh tế Việt Nam nói chung năm 2016 sẽ vẫn duy trì đà tăng trưởng của năm nay, tuy chậm nhưng được hỗ trợ từ nhiều yếu tố khách quan như giá nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức thấp, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán hay dự trữ ngoại hối dự báo cũng sẽ diễn biến tích cực. Tại hội nghị đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam diễn ra ngày 11 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu nhận định kinh tế Việt Nam vẫn chưa phát triển bền vững. Đại diện câu lạc bộ CEO dự báo kinh tế Việt Nam năm 2016 sẽ đối mặt với cạnh tranh rất khốc liệt do độ mở của thị trường lớn khi một số hiệp định thương mại có hiệu lực, trong khi nội lực kinh tế Việt Nam còn yếu nên dễ bị tổn thương. Theo viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, mặc dù tốc độ tăng trưởng quý 3 phục hồi, nhưng nhìn tổng thể thì ngành công nghiệp đã phát triển đến giới hạn và trong đà sụt giảm. Nông nghiệp cũng đang đi xuống, duy chỉ có hoạt động khai khoáng là khai thác dầu và than tăng. Trong khi đó, chi thường xuyên ngày càng tăng còn chi đầu tư lại giảm, dẫn đến thâm hụt ngân sách và nợ công tăng nhanh những điều đó thể hiện mức tăng trưởng của nước ta chưa bền vững. Theo các chuyên gia, để tận dụng các hiệp định thương mại thì chính phủ cần cải cách mạnh về cơ chế và môi trường đầu tư, nhất là có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để họ tiếp cận nguồn vốn, cải thiện hoạt động sản xuất của mình. Kính thưa quý vị, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 31 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn với tổng số nợ gần 210 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều nhất là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản, thương mại và dịch vụ. Trong đó, doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất lên đến hơn 22 tỷ đồng là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải MK có trụ sở tại quận 11. Các doanh nghiệp còn lại có số nợ từ 1 đến 9,2 tỷ đồng. Đại diện cục thuế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã dùng nhiều biện pháp để thu hồi nợ thuế nhưng không có hiệu quả. Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục công bố danh sách nợ thuế của 70 doanh nghiệp kế tiếp vào tháng 12 tới nếu các doanh nghiệp này tiếp tục trì hoãn nộp thuế. Kính thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 11, thì Quốc hội đã đồng ý dành gần 240.000 tỷ đồng để thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 2016 đến năm 2020. Riêng với chương trình giảm nghèo sẽ tập trung các huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao, các xã đặc biệt khó khăn với mục tiêu đến năm 2020, số xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 50%, trong khi đó mục tiêu giảm nghèo bền vững là góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1 đến 1,5% một năm. riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, mục tiêu được đặt ra là giảm 4% một năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là hơn 193.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương chiếm hơn 63.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương chiếm 130.000 tỷ đồng. Đối với chương trình giảm nghèo bền vững, tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là hơn 46.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương vào khoảng gần 41.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương vào khoảng hơn 4.700 tỷ đồng. Và đến với chuyên mục Mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 28% thưa quý vị. Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI với hơn 3.000 doanh nghiệp về những cải cách trong lĩnh vực hải quan so với các năm trước, thì tỷ lệ doanh nghiệp phải mất chi phí ngoài quy định khi làm thủ tục giảm xuống còn 28%. Và dù tỷ lệ giảm nhưng báo cáo cũng cho biết tại một số cục hải quan địa phương, có nơi hơn một nửa doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức này. Một trong những lý do khiến cho doanh nghiệp phải mất tiền lót tay là vì họ lo ngại bị phân biệt đối xử. Và có 31% doanh nghiệp tham gia khảo sát gặp tình cảnh này. Khảo sát của VCCI cũng chỉ ra nhiều điểm cải thiện trong cải cách thủ tục hải quan như là 55% doanh nghiệp cho biết chỉ cần đi lại một lần để hoàn thiện hồ sơ xét miễn thuế. Và 56% doanh nghiệp đánh giá cao kỹ năng giải quyết công việc của công chức hải quan. Và trước khi công bố khảo sát này, thì VCCI cũng thực hiện lấy ý kiến của doanh nghiệp về cải cách thủ tục thuế. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, Hội đồng Quản trị Sacombank vừa công bố nghị quyết về việc thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực đối với ông Trầm B kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2015 theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng phát đi thông cáo cho biết ông Trầm B đã tự nguyện cam kết ủy quyền không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định, thực hiện đầy đủ các quyền cổ đông đối với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của ông Trầm B và những người có liên quan. Ngân hàng nhà nước sẽ cử người tham gia quản trị điều hành Sacombank sau sáp nhập với salabank đảm bảo ngân hàng này sẽ hoạt động an toàn và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu của hai ngân hàng. Đồng thời, ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của Sacombank sau sáp nhập. Nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ, thì sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông Trầm Bê. Sacombank chính thức nhận bàn giao sáp nhập salabank kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2015. Dự kiến đại hội cổ đông của ngân hàng sau sáp nhập sẽ được tổ chức trong tháng này hoặc tháng tới và nhiều dự báo cho rằng nhân sự cấp cao của Sacombank cũng sẽ có thay đổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần đầu của bản tin FBNC ngày hôm nay và trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Nguồn lao động được đào tạo từ đại học trở lên tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo tiếp tục tăng. nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước chủ động đón đầu làn sóng khách nước ngoài trước thêm các hiệp định thương mại được ký kết vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.